truyền thống của vùng quê cách mạng là nơi may cờ khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8 năm 1945. Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ đang nỗ lực xây dựng quê hương có những bước chuyển mình rõ rệt. Ngôi nhà cũ của gia đình ông Nguyễn Đăng Tị, thôn Thổ Cốc, xã Tân Lập, là nơi Ban Cán sự Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lựa chọn là địa điểm họp và ra quyết định khởi nghĩa giành chính quyền trên toàn tỉnh vào tháng 8 năm 1945. Theo yêu cầu của Ban Cán sự Đảng tỉnh, đội Việt Minh thôn Thổ Cốc đã tổ chức được 24 máy khâu, ban ngày giấu ở nhà dân, ban đêm khênh gia đình làng may cờ, biểu ngữ, in truyền đơn, áp phích. Từ đây, lan tỏa khắp toàn tỉnh, phục vụ khởi nghĩa. Không chỉ vậy, nhân dân trong xã đã tích cực tham gia cuộc biểu tình vũ trang để giành chính quyền với những biểu ngữ ủng hộ Việt Minh, Việt Nam độc lập muôn năm, đà đảo phát xít Nhật. Các cụ là chủ yếu là may đêm, ban ngày là địch nó hoạt động. Lúc bấy giờ thì không phải như bấy giờ đâu, làm gì có điện. Khi mà phát cờ để tức là đi giành chính quyền Hưng Yên ý, thì nhân dân rất là hào hứng ra tập trung ở cái sân kho và tức là phát cờ, dương cờ từ đấy bắt đầu tỏa các nơi. Phát huy truyền thống của một vùng quê cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Lập đã xây dựng quê hương, phát triển kinh tế xã hội khá toàn diện, an ninh quốc phòng ổn định. Diện mạo của vùng quê nghèo năm xưa nay đã hoàn toàn đổi khác. Xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017, đạt đô thị loại 5 năm 2019. Tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 12%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng công nghiệp, xây dựng và thương mại dịch vụ. Thu nhập bình quân đầu người 75 triệu đồng một năm. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh tiếp tục được duy trì và phát triển. Ban chấp hành Đảng bộ đã đưa vào cái nghị quyết của đại hội để phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Chúng tôi phấn đấu 2020-2025 là nông thôn mới kiểu mẫu để làm sao hoàn thành được cái nghị quyết của đại hội đảng đề ra. Kỷ niệm 75 năm cách mạng tháng 8 thành công, người dân xã Tân Lập thêm một lần tự hào được sống trong vùng quê giàu truyền thống cách mạng. Phát huy truyền thống đó, mỗi người, mỗi gia đình nơi đây vững tin theo đảng, nghiêm túc chấp hành pháp luật, ra sức thi đua lao động, học tập để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.